Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi Router chạy Unlimited Mode. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc triển khai hệ thống Wi-Fi là cần thiết, nhưng việc đầu tư hệ thống Wi-Fi có bộ điều khiển controller thường đòi hỏi chi phí cao, cộng thêm việc mua thêm license cho mỗi AP là một vấn đề lớn. Từ đó, Router đưa ra giải pháp Unlimited để triển khai cho các doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng controller hoặc số lượng Wi-Fi ít. Router Unlimited là một giải pháp xây dựng mạng Wi-Fi không có bộ điều khiển chuyên dụng nhưng vẫn được quản lý tập trung, cho phép các doanh nghiệp nhỏ triển khai Wi-Fi tuyệt vời trong vài phút mà không cần tới IT. Ở chế độ Unlimited thì một Wi-Fi sẽ được cấu hình là Master, đóng vai trò quản lý và cấu hình các AP khác giống như việc sử dụng controller. Khi các AP kết nối cùng mạng sẽ tự động join vào AP Master. Giải pháp Router Unlimited giống như giải pháp Mobility Express của Cisco hay Instant của Aruba. Bạn có thể kết nối tối đa 25 AP và tối đa 512 user trên một Unlimited Group, trong đó Master AP hỗ trợ tối đa 100 user. Các thiết bị Wi-Fi Router đều được thiết kế để hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau, tuy nhiên không phải dòng AP nào của Router cũng có thể hoạt động được ở toàn bộ các chế độ. Để kiểm tra các mode có thể hoạt động được của từng dòng Wi-Fi thì bạn có thể search mã sản phẩm hoặc series của sản phẩm tại website của Sentity Shop. Ví dụ mình sẽ search dòng R500. Kéo xuống dưới và tìm mục Controller Platform Support. Các bạn sẽ thấy các mode mà Wi-Fi hỗ trợ. Dòng R500 của mình hỗ trợ Unlimited nên mình có thể cấu hình Wi-Fi này. Để cấu hình thì trước tiên các bạn cần chọn một AP sẽ làm Master để quản trị các AP khác. Nếu có nhiều loại Wi-Fi khác nhau thì các bạn nên chọn Wi-Fi nào có cấu hình mạnh nhất để làm Master, vì AP này sẽ phải làm thêm nhiệm vụ quản trị các AP khác nữa. Sau đó thì cắm Wi-Fi này vào mạng. Lưu ý giúp mình là lúc này chỉ cắm mỗi AP này thôi nhé, không cắm thêm các AP khác. Chỉ khi cấu hình xong Master thì các bạn mới cắm Wi-Fi khác vào. Sau khi cắm nguồn, các bạn để ý đèn PWR sáng màu xanh lá là Wi-Fi đã khởi động xong. Lúc này Wi-Fi sẽ phát ra một SSID mặc định. Các bạn để ý tên SSID nhé. Nếu các bạn thấy SSID là config me gạch ngang 6 ký tự cuối của địa chỉ MAC và không có password thì Wi-Fi đang chạy OS Unlimited rồi. Các bạn chỉ cần kết nối vào cấu hình thôi. Còn nếu SSID config me có mật khẩu hoặc tên SSID là Iceland thì các bạn cần phải tải firmware Unlimited về để up lại. Nếu các bạn không thấy các SSID này thì hoặc do Wi-Fi đã có người cấu hình rồi hoặc do nguồn PoE không đủ, các bạn có thể kiểm tra lại nguồn hoặc reset lại Wi-Fi là được nhé. Như Wi-Fi của mình đang phát SSID là Iceland, do vậy mình sẽ cần phải up lại firmware. Bạn nào Wi-Fi đang phát config me không có password rồi thì bỏ qua bước này nhé. Các bạn vào trang support.rucketwireless.com search software. Chọn loại Wi-Fi mình sử dụng ở đây, mình đang dùng dòng R500. Chọn tab download. Sau đó tìm các phiên bản Unlimited để download. Mình sẽ download file mới nhất 2021 này. Để download thì các bạn cần đăng ký một tài khoản. Tài khoản này thì hoàn toàn miễn phí thôi, chỉ cần có một Gmail là các bạn đã có thể đăng ký được rồi. Quá trình này thì cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhập email, password là đăng ký được rồi nên mình sẽ không hướng dẫn phần này nhé. Sau khi có firmware thì các bạn truy cập vào AP. Các bạn có thể kết nối đến SSID Iceland với path là số serial của Wi-Fi hoặc có thể cắm Wi-Fi vào mạng để nhận IP DHCP cũng được. Mình sẽ để Wi-Fi nhận IP DHCP và scan IP này. Các bạn nên cắm Wi-Fi vào mạng có DHCP rồi scan cho dễ. Mình sử dụng phần mềm Advanced IP Scanner, phần mềm này cũng hoàn toàn miễn phí.
các bạn search tên phần mềm trên Google rồi download về thôi. Ô này các bạn nhập giải IP muốn scan. Mình đang dùng giải mạng là 10.10.10.0/24 nên mình sẽ scan IP từ 1 đến 254. Các bạn lọc mask cho nhanh, địa chỉ mask chính là 6 số cuối trong SSID, của mình là 8940, định dạng trong phần mềm scan sẽ là 89/40. Wi-Fi của mình đang nhận IP là 10.10.10.68. Các bạn vào trình duyệt web và truy cập vào Wi-Fi bằng IP này. Đăng nhập với tài khoản mặc định là Super, password là sp-admin. Vào menu Upgrade, chọn Method là Local, Target là Firmware, sau đó chọn True File, vào chọn file mà các bạn vừa download về. Nhấn Perform Upgrade để up Wi-Fi lên Unlisted. Quá trình này có thể mất vài phút, các bạn không nên rút nguồn trong quá trình này nhé. Nếu Wi-Fi bị mất nguồn trong quá trình này thì có thể Wi-Fi sẽ bị lỗi và không khởi động lên được. Nó sẽ có thông báo nhấn OK để kết nối lại Wi-Fi, tuy nhiên thì sẽ không có tác dụng. Các bạn có thể thấy sau khi up lên Unlisted thì Wi-Fi đã phát SSID là Config Me không có password. Các bạn có thể kết nối Wi-Fi này để cấu hình tiếp hoặc scan IP của Wi-Fi. Mình sẽ scan IP như trước để giữ kết nối Internet của mình. Wi-Fi vẫn nhận IP là 68. Các bạn xóa phần đuôi đi và kết nối lại. Sau đó thì thiết lập các thông số cơ bản cho Unlisted. Chọn Typical Install. Đặt tên cho Wi-Fi và chọn Country Code. Country Code thì nó liên quan đến mã đặt hàng ở phía sau. Các bạn cần xem mã sản phẩm trên hộp. Nó sẽ có các đuôi là trừ US cho Mỹ, trừ WWW là Worldwide và trừ Z2. Trừ Z2 là cho các nước này, có bao gồm cả Việt Nam. Mã của mình đang là WWW, do vậy thì mình chọn nước nào cũng được. Các bạn cũng lưu ý các Wi-Fi khác cũng phải cùng đuôi này nhé. Nếu các bạn sử dụng Mesh thì tích vào ô này để bật Mesh lên. Chúng ta cũng có thể enable Mesh sau nên mình sẽ tắt đi. Phần IP setting sẽ cho chúng ta hai tùy chọn. Nếu tắt Gateway Mode đi thì Wi-Fi sẽ như một thiết bị Layer 2. Các thiết bị kết nối vào Wi-Fi sẽ nhận IP cùng giải mạng LAN của chúng ta. Trong trường hợp của mình là 10.10.10.0/24. Còn nếu thích chọn Gateway Mode thì Wi-Fi sẽ đóng vai trò là thiết bị Layer 3. Khi đó thiết bị kết nối vào Wi-Fi sẽ nhận IP giải khác mà chúng ta cấu hình ở đây. Các bạn lựa chọn tùy nhu cầu của mình thôi. Mình sẽ bỏ chọn Gateway Mode đi. Phần IP Address thì các bạn nên chọn Manual và đặt IP cho Wi-Fi nhé. Chú ý là IP mà chúng ta đặt tĩnh không được nằm trong giải đang được cấp DHCP, vì nếu trong lúc Wi-Fi bị tắt mà có thiết bị khác nhận IP này thì có thể gây loop mạng. Phần DHCP server chúng ta cũng không nên bật vì trong mạng đã có DHCP cấp giải này rồi. Mình đang hướng dẫn thôi nên mình sẽ sử dụng luôn IP này cho nhanh. Tiếp theo là chúng ta tạo SSID để cấp phát. Mình sẽ đặt là CNTT Soft Tag. Tiếp theo là tạo tài khoản quản trị cho Wi-Fi.
Các bạn có thể bật tính năng Recovery Password để khôi phục lại path trong trường hợp quên mật khẩu, câu hỏi bảo mật và email các bạn cần lưu lại để nhập trong lúc Recovery Path. Cuối cùng là review lại và chọn Finish để hoàn tất cài đặt. Quá trình này các bạn cũng không được rút dây nguồn khỏi Wi-Fi nhé. Nhấn Finish. Như vậy là chúng ta đã cài đặt Unlit thành công. Đăng nhập vào Unlit với tài khoản mà chúng ta vừa tạo. Đây là giao diện quản trị của Unlit, nó cũng tương đối là đơn giản. Mục Wi-Fi Network là giao diện để chúng ta tạo thêm các SSID. Ở đây có một SSID CNTT Soft Test mà mình vừa tạo, mình sẽ kết nối thử SSID này. Ok, laptop của mình đã truy cập được Internet thông qua SSID này. Mục Client hiển thị thông tin các máy kết nối vào, cường độ tín hiệu. Mục Access Point hiển thị các Wi-Fi đang kết nối vào Unlit. Hiện tại mình chỉ có một AP đang đóng vai trò là Master. Bây giờ với các AP khác, các bạn chỉ cần up lên Unlit và cắm vào mạng là nó sẽ tự động join vào Unlit thôi. Nhưng các bạn phải đảm bảo Wi-Fi Master này vẫn hoạt động bình thường nhé. Mục Admin and Service cho phép chúng ta xem thông tin hệ thống, thay đổi IP quản trị, cấu hình thời gian hoặc NTP, thay đổi country code, hoặc bật tính năng MAC lên nếu cần sử dụng. Ngoài ra còn nhiều tính năng như là Backup, Restore, Upgrade, mình sẽ không mô tả chi tiết trong video này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Wi-Fi Rocket chạy mode Unlit. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.